Xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi đã trôi qua và LinkedIn là nguồn năng lượng để dành cho những chuyến đi khám phá những miền đất mới của tạp chí S Việt Nam trong tất cả quý vị và các bạn vẫn còn đang rất tràn trề phải không ạ? Và tất nhiên chúng tôi, những người thực hiện chương trình sẽ luôn dành nhiều thời gian tâm huyết để chuẩn bị những chuyến đi nhiều niềm vui, sự hứng khởi và mới mẻ dành cho những khán giả thân yêu của chương trình. Nào, bây giờ thì tất cả quý vị và các bạn đã sẵn sàng lên đường cùng với tạp chí S Việt Nam rồi chứ? Thanh Hóa là tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km về phía Nam. Đây là mảnh đất giàu văn hóa truyền thống, với ưu thế về địa hình có cả đồi núi, đồng bằng, biển và khí hậu ôn hòa. Thanh Hóa từ lâu đã là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Thanh Hóa là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch với các sản phẩm du lịch vật thể và phi vật thể phong phú đa dạng. Đặc biệt, có hơn 1.000 di tích, danh thắng tiêu biểu trải dài trên khắp cả tỉnh. Vùng đất này cũng là nơi được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch như nghỉ mát, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Không chỉ dừng ở đó, Thanh Hóa còn sở hữu những di sản văn hóa bao gồm các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ, các lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa khác là sự giao thoa của các dân tộc anh em trên mảnh đất này. Với tiềm năng tự nhiên và nhân văn phong phú, cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, hệ thống làng nghề phát triển, đặc sản ẩm thực nổi tiếng, chắc chắn hành trình du lịch đến với mảnh đất Thanh Hóa sẽ khiến bạn hài lòng. Là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, cho nên có rất nhiều cách thức di chuyển thuận tiện đến Thanh Hóa mà bạn có thể lựa chọn, từ đường bộ, đường thủy cho đến đường hàng không. Từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, bạn có thể đi xe khách, tàu hỏa với tần suất phục vụ du khách liên tục hàng giờ trong ngày. Từ các tỉnh phía Nam, có các chuyến bay mỗi ngày đến sân bay Thọ Xuân, cách thành phố Thanh Hóa 30 km. Di chuyển trong thành phố và các huyện lân cận đều có các tuyến xe buýt để lựa chọn. Nếu bạn là một người yêu thích loại hình du lịch bụi, xe máy cũng là phương án vô cùng hợp lý cho các cung đường khám phá mảnh đất này. Vì địa hình phong phú từ vùng núi về miền biển, nên văn hóa của mảnh đất này vô cùng đa dạng. Với bề dày lịch sử như vậy thì ngày hôm nay Phí Linh sẽ quyết định mở đầu tour du lịch của chúng ta bằng một điểm đến đã được công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt, đó chính là khu di tích Lam Kinh thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa, khu di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2013. Chị ơi, khu di tích này của mình thì ngày xưa công năng của nó là gì hả chị? Lam Kinh, Lam Sơn ấy, trước hết là quê hương của người anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi. Và nơi đây cũng là nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược trong suốt 10 năm, từ năm 1418 đến năm 1427. Và sau này là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các vị vua, hoàng hậu đầu triều Lê Sơ, nơi cử hành những nghi lễ mỗi khi vua và quan về thăm quê hương bái tế tổ tiên. Hiện nay, trong khu di tích vẫn còn sót lại 6 khu lăng mộ, nền móng và chân tảng của các hạng mục công trình kiến trúc xưa như ngọ môn, sân rồng, chính điện, cầu Bạch Bắc qua con sông Ngọc và 9 toàn thái miếu, là điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch đến mỗi năm, đặc biệt là dịp chính lễ. Bật mí cho Quỳnh biết nhá. Thọ Xuân được biết đến là mảnh đất hai vua. Cũng chính vì thế mà nơi đây có rất nhiều món đặc sản dùng để tiến vua vào mỗi dịp lễ Tết. Bây giờ thì Đức sẽ đưa Quỳnh đi khám phá nhá. Ngôi làng mà hai nhân vật trải nghiệm tìm đến là thôn Xuân Cao, xã Thọ Xương, nằm ven theo dòng sông Chu, là nơi còn trồng giống bưởi tiến vua nổi tiếng. Hiện nay, trên địa bàn thôn có khoảng 10 hộ đang trồng và thâm canh hơn 5 hectare bưởi Luận Văn. Chú Long, người đã có thâm niên trồng loại bưởi quý này trên 30 năm. Vườn nhà chú hiện nay có khoảng hơn 100 gốc bưởi. Chú với con vẫn chưa biết là một quả bưởi mà để mình có thể tiến vua được thì nó sẽ phải có những tiêu chuẩn như thế nào hả chú? Cái quả bưởi đạt từ 1,5 cân mà nó có phải có cái lá như này này, lại tròn, cái dấu là nằm đúng giữa. Như thế thôi nhưng mà trong một cái vườn là mình tìm ra được như thế này là ít chứ không nhiều đâu. Thế như cả một vườn của mình đó thì là sẽ có được khoảng bao nhiêu quả đạt tiêu chuẩn như thế hả chú? Nếu như mà 1.000 quả thì chọn mà đạt yêu cầu như thế này thì được khoảng 100 quả. Sở dĩ bưởi Luận Văn được nhiều người tìm mua vì quả bưởi được trồng trên đất Luận Văn, giữ được tươi lâu. Khi mua về, chỉ cần lau qua rượu, bưởi sẽ chuyển màu đỏ để được khoảng 2 tháng. Khi chín, có mùi thơm rất đặc trưng, ai đã từng được nếm qua thì hương vị nhớ mãi không quên.
Quả là một sự kết hợp hai trong một Linh ạ. Vừa có cơ hội được tìm hiểu những thông tin lịch sử bổ ích, lại vừa được thưởng thức những đặc sản cây nhà lá vườn của bà con nơi đây. Không còn gì tuyệt vời hơn. Mà không chỉ có bưởi đỏ Tiến Vua đâu anh Tùng nhá. Còn có rất nhiều những món đặc sản nổi tiếng khác của đất Thọ Xuân mà anh Tùng cũng như là quý vị khán giả cần phải thưởng thức đấy ạ. Về Lam Kinh, du khách sẽ được nếm cái dẻo quạnh, đen nhánh của bánh gai tứ trụ, thưởng thức hương vị béo ngậy, giòn thơm của cá rô đầm xét rán vàng, những sản phẩm nổi tiếng của Lam Kinh. Nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân không chỉ là một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, mà nơi đây còn là một trong những cái nôi của văn hóa xứ Thanh, nơi gìn giữ những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, mà điển hình trong số đó là trò diễn Xuân Phả thuộc làng Xuân Phả, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. Quả rất may mắn khi ngày hôm nay, Mạnh Tùng tìm về làng Xuân Phả đúng vào thời điểm người dân vừa hoàn tất việc đồng áng, đồng nghĩa với việc bà con sẽ rảnh rang để tập trò. Tại sao mà mọi người trên đầu cũng có cái sừng rồi đeo mặt nạ? Điệu múa của chúng tôi thì có 5 điệu múa. Mỗi một điệu múa nó có trang phục màu sắc khác nhau. Đây là điệu múa Chiêm Thành thì trang phục trên đầu có cái mũ sừng, mặt thì đeo một cái mặt nạ gỗ. Và áo thì màu đỏ. Anh em chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Sau khi ông chúa lên múa, quỳ xuống trước bàn thờ thì đến hai ông bóng. Các điệu múa của trò Xuân Phả đặc sắc ở chỗ, mỗi điệu múa lại có một trang phục riêng, tượng trưng cho các bộ tộc và có tới 3 điệu múa sử dụng mặt nạ, nhưng mỗi mặt nạ lại được vẽ theo một biểu cảm khác nhau. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ rất hào hứng nếu có cơ hội được trải nghiệm vào các điệu múa giống như Mạnh Tùng rồi đúng không? Tôi đang cố gắng để làm sao hòa nhịp được với mọi người nhưng mà những cái động tác của mình rất là vụng về. Và nhìn những động tác đó thì quý vị và các bạn có thể biết ngay tôi không phải là một nghệ nhân rồi. Thu hần là thu hần ta, là thu hần ta, dậy sớm dưa mặt. Còn bạn, nếu về Thanh Hóa, hãy đến thăm làng Xuân Phả để có cơ hội thưởng thức trò diễn có 102 này. Đúng là anh Tùng từng trải nghiệm về trò diễn độc đáo này cho nên là cách anh chia sẻ với quý vị khán giả có phần hào hứng hơn rất là nhiều. Tất nhiên rồi Linh ạ, bởi vì nếu mà Linh tham gia vào trò diễn này ấy, thì sẽ cảm thấy như là mình trở lại với tuổi thơ, được hóa trang vào rất nhiều những nhân vật khác nhau, cả những người ngoại quốc với nhiều những cái đạo cụ độc đáo và xinh xắn như là mũi giả này, tóc giả hay là cả những cái bộ râu xồm xoàm. Rất là hay phải không ạ? Và bên cạnh trò diễn độc đáo ở Thọ Xuân thì xung quanh thành phố vẫn còn rất nhiều những điểm tham quan du lịch mà quý vị và các bạn sẽ cần khám phá ngay sau đây. Khu thắng cảnh Hàm Rồng được sử sách lưu danh với nhiều di tích lịch sử, cách mạng có di chỉ khảo cổ nổi tiếng trong và ngoài nước. Thiền viện Trúc Lâm, Hàm Rồng được xây dựng trên ngọn đồi lịch sử C5 gắn liền với những trang sử hào hùng của quân dân Thanh Hóa trong những năm chống Mỹ cứu nước. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, với địa hình đa dạng và phong phú, ở Thanh Hóa hiện nay phát triển rất nhiều những loại hình du lịch và nổi bật trong đó chính là du lịch sinh thái. Đúng như vậy, và ngược lên miền Tây xứ Thanh thì du khách sẽ không chỉ được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có cơ hội được hòa mình vào cuộc sống của cư dân bản địa với rất nhiều những trải nghiệm lý thú. Để di chuyển từ thành phố Thanh Hóa lên các tỉnh miền núi, bạn có thể bắt xe về tuyến huyện ở bến xe phía nam thành phố với giá khoảng 40-80.000 một người. Hoặc bạn có thể thuê xe máy trên các tuyến đường ở thành phố như Lê Lợi, Trần Phú, Lê Hoàn với giá khoảng 150.000 một ngày. Nằm ở vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Bản Hiêu được mệnh danh là điểm đến hấp dẫn khi ghé thăm khu vực phía tây của Thanh Hóa. Với một bầu không khí trong lành, dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp chắc chắn dễ thu hút bạn. Đặc biệt là chúng ta sẽ còn được đứng giữa những thửa ruộng bậc thang xanh mướt một màu như thế này. Bản Hiêu có khoảng hơn 40 hộ dân sinh sống, với chủ yếu là cộng đồng dân tộc Thái, còn giữ được nhiều nét văn hóa rất đặc sắc. Nếu ghé thăm Bản Hiêu vào khoảng tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 9, tháng 10, bạn sẽ thấy cả bản làng chìm ngập trong ánh vàng tự nhiên, tuyệt đẹp như một bức tranh vẽ. Đến đây, du khách sẽ được sinh hoạt cùng người dân và tham gia những công việc đồng áng. Sau khi có một cái trải nghiệm nó hơi lấm lem một chút thì bây giờ anh ba có nói với tôi là ở gần đây có những dòng thác rất là đẹp. Đức nghĩ là Đức sẽ ra đấy bây giờ. Quỳnh có muốn đi cùng không? Thôi, Quỳnh nghĩ là hợp với Đức hơn. Còn Quỳnh thì lúc nãy vào bản Quỳnh đã để ý thấy rất nhiều điều thú vị trong bản này. Bây giờ Quỳnh sẽ tự mình đi khám phá. Đúng như lời anh ba mô tả,
thác Bản Hiêu xứng đáng với danh hiệu là một trong những con thác đẹp nhất của Thanh Hóa. Với chiều dài lên tới cả 100 mét, đổ dọc sườn núi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ cho cảnh quan thiên nhiên của Bản Hiêu. Nếu như Trung Đức chọn hình thức trải nghiệm cảm giác mạnh với những dòng thác mát lạnh, thì Xuân Quỳnh lại chọn thưởng thức đặc sản là đặc trưng cho chuyến du lịch của những cô gái, đúng không? Các bạn thấy không, người dân ở đây rất hiếu khách và có thể sẵn sàng tặng bạn những món quà tuyệt vời như thế này. Bản Hiêu, một điểm đến hội tụ đầy đủ sự hấp dẫn từ phong cảnh, con người và những nét văn hóa đặc sắc. Đó là lý do vì sao bạn không nên bỏ qua Bản Hiêu trong chuyến hành trình về phía Tây của xứ Thanh. Cùng với các trải nghiệm của đời sống sinh hoạt hàng ngày, tìm hiểu về phong tục tập quán của cư dân bản địa thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng là điều mà bạn không nên bỏ qua khi đến với nơi đây. Bản Lọng, xã Cổ Lũng được biết đến là một ngôi làng yêu ca hát. Những người dân nơi đây từ già tới trẻ đều có một niềm đam mê đặc biệt với những làn điệu truyền thống của dân tộc mình. Nghệ nhân Hà Sơn Tinh, 52 tuổi, là một trong số ít những người còn biết chơi các loại nhạc cụ của làn điệu khắp Thái nổi tiếng của Bản Lọng. Chú ơi, hát khắp Thái thì có bao nhiêu loại nhạc cụ hả chú? Có 3 loại. 3 loại à? Vâng. Chú ơi, cái này thì gọi là cái gì hả chú? Đây gọi là khen bè. À, có phải là vì trông nó giống cái bè nên là gọi nó là khen bè không ạ? Chắc là các cụ ngày xưa cũng nhìn giống cái bè cho nên mới đặt tên cho nó là khen bè. Chú Tinh nói rằng, với cộng đồng người Thái, chiếc khen bè như một biểu tượng cho sự gắn kết của cả cộng đồng. Nó luôn xuất hiện trong những hoạt động văn hóa quan trọng của bà con. Cái này chắc là phải tập luyện một thời gian thì cái hơi của mình nó mới lớn, mới thổi được, đúng không chú? Đúng rồi. Con nói rồi mà mất cả giọng luôn. Trong khi Trung Đức đang mải mê với những âm thanh trầm bổng của chiếc khen bè, thì Xuân Quỳnh lại đang đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên xanh mướt như một bức tranh vẽ của Bản Lọng. Chú ơi, con biết là cái làn điệu khắp Thái của mình là rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà con vẫn thắc mắc là không hiểu khắp Thái có nghĩa là gì hả chú? Từ khắp ở đây thì nó cũng là một câu tục ngữ để mà phản ánh lên cái cuộc sống hàng ngày của đồng bào Thái. Chú, bây giờ chú bày cho con một cái điệu gì mà nó đơn giản nhất và dễ học nhất. Chú sẽ dạy cho cháu cái làn điệu mời khách vào Cổ Lũng của chú. Mời non khấu Cổ Lũng nhọt nua giảm trai. Mời ai nữ? Ma lín quê nọ. Ma lín quê nọ. Nghe chú hát thì dễ, nhưng mà một khi mà mình đã thử giọng vào cái điệu hát này thì không thể nào mà luyến lấy được giống như chú. Thôi thì tập hát không được thì sẽ theo cô lên đi tập múa xem sao. Cùng với tiếng khèn bè êm ái trong những điệu xòe, điệu khắp đậm đà bản sắc, góp phần tô điểm thêm những sắc màu đặc trưng trong đời sống văn hóa của bà con người Thái nơi đây. Không ồn ào náo nhiệt như là những trung tâm du lịch biển và chi phí cho một chuyến du lịch không lớn, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Vì thế du lịch phía Tây của Thanh Hóa không bao giờ trở nên nhàm chán nếu bạn là người yêu thích khám phá. Tuy nhiên, để trọn vẹn hơn cho chuyến du lịch của chúng ta sẽ rất tuyệt vời nếu như các bạn thưởng thức những món ẩm thực, một điều không thể thiếu trong hành trình khám phá văn hóa ở nơi đây. Rượu nếp cẩm được tạo ra từ một lương thực đặc biệt, đó là gạo nếp cẩm, được ủ lên men và chôn tại chỗ giọt danh của nhà sàn 3 tháng 10 ngày để ngấm trọn tinh hoa của đất trời. Rượu cần là đặc sản của dân tộc Mường, được làm từ gạo nếp và men lá, tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà. Cá lăng nướng, món quà của dòng sông Mã ban tặng, chỉ có ở khu vực thượng nguồn con sông. Cành lá đắng, hương vị đắng đặc trưng khó quên với những ai từng thưởng thức. Với tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng, chắc chắn Thanh Hóa sẽ không làm bạn thất vọng với tất cả những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây. Còn chần chờ gì nữa mà không lên lịch trình cho chính mình, bạn bè và người thân một chuyến tham quan xứ Thanh phải không nào? Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Phí Linh và Mạnh Tùng xin chúc tất cả quý vị khán giả có một cuối tuần nghỉ ngơi thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.